trò năm học 2012-2013 trường mầm non Kim Sơn xin gửi tới những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc do cô và trò cùng biểu diễn. Trước hết, thay mặt nhà trường, tôi xin gửi tới các quý vị giám khảo, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất để của trường mầm non Kim Sơn. Tôi xin được giới thiệu bài hát Khúc ca người giáo viên sáng tác Bùi Anh Tú.
Yeah.